Bill Gates là một trong những doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới. Không chỉ có tài sản tỷ đô, nhà sáng lập Microsoft còn là người truyền cảm hứng cho hàng triệu thanh niên trên thế giới. Hãy cùng Tony xin chào tìm hiểu 7 bí quyết thành công của tỷ phú công nghệ này. Kiên định với ý tưởng của bạn. Nếu bạn tìm thấy một ý tưởng đòi hỏi 3 hoặc 4 năm để hoàn thiện, hãy kiên nhẫn và duy trì hứng thú với nó. Hãy lấy Windows làm ví dụ. Bill Gates đã đặt cược sự thành công của cả công ty từ những ngày đầu thành lập. Khi đó, tất cả đều nghi ngờ về sự thành công của Microsoft. IBM, một công ty công nghệ hàng đầu lúc bấy giờ, đã từ chối hỗ trợ Microsoft. Và ngày hôm nay, đại bộ phận máy tính cá nhân cũng như laptop trên thế giới đang sử dụng hệ điều hành Windows của Microsoft. Chính sự kiên định của Bill Gates đã giúp Microsoft đạt được lượng người dùng khổng lồ. Từ đó, biến tập đoàn này trở thành một trong những gã khổng lồ công nghệ lớn nhất thế giới. Sự kiên trì là yếu tố chủ chốt của thành công. Làm việc chăm chỉ. Gates từng chia sẻ rằng ông phải tham dự rất nhiều cuộc họp trong lịch trình làm việc hàng ngày của mình. Vào ban đêm, sau khi những đứa con của mình đã đi ngủ, vị tỷ phú này tiếp tục dành thời gian cho công việc. Ông xem xét và trả lời chi tiết các email nhận được trong ngày. Hãy luôn làm việc chăm chỉ, khi còn có thể, bạn sẽ được nhận những thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Đây là lời khuyên đặc biệt hữu ích đối với những ai đang ấp ủ kế hoạch khởi nghiệp. Những năm tôi 20, tôi làm việc không nghỉ, không một ngày nào. Khiêm nhường, học hỏi từ đối thủ. Bill Gates đã dành những lời lẽ tốt đẹp khi nói về đối thủ lớn của mình, cố CEO Apple Steve Jobs. Gates đánh giá Jobs là người không biết nhiều về công nghệ, nhưng lại có bản năng tuyệt vời, biết cái gì sẽ giúp thành công. Trong kinh doanh, bạn không chỉ cạnh tranh với đối thủ, nhiều lúc bạn sẽ phải học hỏi từ những điều họ làm được. Đó là điều Gates kết luận sau những nhận xét về cố CEO Apple. Chấp nhận sự thay đổi. Bạn không thể cứ lặp lại những điều bạn đã làm trước đây. Bạn cần phải sử dụng các kỹ năng của bản thân để chinh phục những thử thách mới trong sự nghiệp. Đó là một trong số những bí quyết thành công của Bill Gates. Thay vì tập trung phát triển phần cứng, mảng sản phẩm đang dần bão hòa trong cuộc chạy đua công nghệ hiện nay, Microsoft luôn hướng đến phát triển những giải pháp công nghệ mới như AI, điện toán đám mây, IoT. Nếu không có những thay đổi, thất vọng rồi thành công, chắc chắn Microsoft không thể đạt được tầm vóc của một gã khổng lồ trong ngành công nghệ thế giới như hiện nay. Thành công ngày nay đòi hỏi sự bén nhạy, và nó thúc đẩy chúng ta phải nghĩ đi nghĩ lại, tự tiếp thêm sinh lực, phản ứng và tái sáng tạo. Tin tưởng vào tầm nhìn của chính bạn. Microsoft lần đầu tiên đưa ra khái niệm Windows vào năm 1983, và ngày nay, đại đa số người dùng laptop và máy tính cá nhân đang hoạt động trên hệ điều hành Windows. Điều này đã góp phần thay đổi mãi mãi nền kinh tế thế giới. Điều gây ngạc nhiên là tất cả những điều này đã được Bill Gates và Microsoft dự đoán từ lâu. Chính niềm tin vào tầm nhìn của mình đã giúp họ đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Tầm nhìn của chúng tôi chưa bao giờ thay đổi kể từ khi thành lập. Giúp người khác yêu công việc họ làm. Bill Gates cho rằng, để một người làm tốt nhất việc của họ, họ phải yêu thích công việc họ được giao. Mọi người cần phải cảm thấy được làm việc họ thích. Khi chúng ta nhìn về thế kỷ tới, lãnh đạo tốt là những người trao quyền cho những người khác. Dùng người giỏi và đổi mới mỗi ngày. Trong suốt quá trình lãnh đạo của Microsoft, Bill Gates luôn suy nghĩ về những gì mà tập đoàn chưa làm được, từ những nghiên cứu và phản hồi của khách hàng. Một nhiệm vụ không kém phần khó khăn nữa, đó là việc làm thế nào để luôn duy trì được sự đổi mới, để cạnh tranh với các đối thủ, hay làm thế nào để chắc chắn rằng bạn đang làm việc với những người giỏi nhất. Những câu hỏi đó đã giúp Bill Gates dẫn dắt gã khổng lồ của làng công nghệ đi qua các cột mốc quan trọng nhất của tập đoàn này. Nếu bạn muốn giúp đối thủ cạnh tranh của mình, hãy tuyển người thật dở. Chắc hẳn bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi Bill Gates làm giàu như thế nào với tư duy cởi mở và tích cực đáng kinh ngạc sau nhiều năm lãnh đạo Microsoft. Hy vọng chúng sẽ truyền thật nhiều cảm hứng cho bạn. Đừng quên like và theo dõi kênh Tony Xin Chào để tiếp tục theo dõi các clips truyền cảm hứng tuyệt vời từ chúng tôi nhé.